Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Và mình là mình đây à, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Minecraft Thế giới vô tận. Và hôm nay mình sẽ lên đường đi tìm một ngôi làng. Tìm ngôi làng để làm gì? Bởi vì tìm ngôi làng để mà chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn. Ví dụ như là làm cho dân làng sinh sản rồi nè, và sau đó lấy dân làng để mà làm máy phạm sắt này à, sau đó chúng ta sẽ xây vài cái máy farm nhỏ nhỏ xung quanh. Ê mà khoan, mình cần dân làng để mà mình làm máy farm sắt và đem đi cho tụi nó học nghề để mà trao đổi một số cái món đồ. Ồ, vậy thì mình ở đây vẫn được mà ta. Mình ở đây mình đợi một con zombie dân làng spawn ra, rồi sau đó mình bắt nó, mình đem chữa trị cho nó cũng được mà. À, hợp lý mọi người ạ. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ quyết định đi vẫn đi tìm một con làng, bởi vì đơn giản là đi tìm một con làng vẫn làm được nhiều chuyện hơn. À, như các bạn đã thấy, mình đã dọn hết cái đống đồ phía bên dưới đó đi rồi. Để mà làm gì? Để mà chúng ta lên đường đi tìm kiếm một ngôi làng chứ làm gì nữa. Và mình sẽ không tìm kiếm theo cách truyền thống nha. Truyền thống là sao? Truyền thống tức như là chúng ta sẽ đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược, chạy trong mà chu du khắp thiên hạ để tìm một ngôi làng đó. Đó thì tìm kiểu đó cũng được thôi, nhưng mà nó rất là mất thời gian. Chính vì thế tôi sẽ sử dụng trang web mà trưng bày. Ok, trưng bày đây, đây chính là cái trang web trưng bày, và đây đây là cái vị trí spawn của mình đó, số 2. Và bạn đợi chút, không không và 32. Ok, và đây là có một ngôi làng, nằm vị trí khá xa, âm 352. Rồi ok, trước khi đi thì mình sẽ lưu lại chỗ này á, bằng cách là bật cái tọa độ lên á, âm trừ trừ 108 trừ 116. Thật ra thì nói chung là tôi bật lên cho có vậy thôi, chứ thực ra một hơi tôi quên nè. Mà nếu như có quên thì cũng chả sao hết, đó là mình chỉ cần mở video xem lại là ok rồi à. Và nhân tiện đây mình cũng xin nói với các bạn luôn, đó là mình vừa gặp một cái chuyện khá là buồn, đó là cái tai nghe của mình nó hư rồi các bạn. Cái tai nghe của mình nó hư rồi và chúng ta đã tìm được ngôi làng rồi. Nói chung là cũng không xa lắm. À, và mình hy vọng là cái này nó sẽ có một cái làng này nha. Cái làng này sẽ có một cái nhà của linh mục. Ok, không có nhà của thợ rèn thì cũng không sao, mình cần một cái nhà của linh mục. Và mình cũng đã nung những cái đồng nè, đây những cái, đây là những cái quặng đồng, những cái khối đồng mình nó nung ra rồi mình là ráp nó lại thành khối nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thử là nhà mà anh đây có gì. Ok, bánh mì, đúng lúc đang đói luôn. Và quay lại vấn đề khi nãy, đó là mình không hiểu tại sao bữa nay cái tai nghe của mình nó lại hư các bạn à. Tối ngày hôm qua nha, tối ngày hôm qua mình còn dùng nó để mà nghe ASMR trước khi đi ngủ. À không, trước khi đi ngủ cũng không đúng, mà mình nó vừa dùng nó để nghe ASMR và mình đeo nó luôn bạn ạ. À, và trong lúc ngủ thì mình ngủ quên luôn rồi. Nói chung là mình cứ như vậy suốt hoài à. Không, mình đeo lên để mình nghe để mà mình buồn ngủ, và mình ngủ xong rồi hết cái mình ngủ luôn đó, mình cứ việc bỏ đó, và mình tắt chế độ. Ở trên YouTube nó có một cái chế độ là tự động phát video tiếp theo đúng không, trong mình tắt cái chế độ đó. Thì tắt cái chế độ đó xong đó, thì ok thì mình cứ việc mình gắn lên tai nghe, mình đeo tai nghe lên và mình nghe và mình đi ngủ vậy thôi. Nhưng mà có thể là trong quá trình ngủ mình lỡ mình lăn tới lăn lui mạnh quá, sau đó cho nên hư hết một bên tai rồi bạn ạ. Bây giờ mình chỉ còn nghe được một bên thôi. Trời ơi, thật là đau lòng. Trời ơi, nghe được một bên đúng khó chịu luôn bạn ạ. Kiểu như từ đó giờ là mình nghe hai bên quen rồi, tự nhiên bây giờ nghe còn được có một bên nó thấy hơi khó chịu mọi người ạ. Bởi vì nghe hai bên quen rồi, bây giờ kêu nghe một bên rất là khó chịu luôn. Và mình á thì hết tiền rồi, nói chung thì tiền vẫn còn, nhưng mà có điều á là mình vẫn không có mua đó bạn à. Đây là cái tai nghe, nói chung là cái tai nghe là mình xài chưa được 3 tháng rồi bạn, nhưng mà bây giờ đi thay thì nó rất là tốn tiền bạn. Cái tai nghe này 99.000 đó, 99.000 nó cũng không đắt cho lắm, nhưng mà đối với một cái thằng như mình nó là cả một bữa ăn các bạn ạ. Đó, 99.000 nó cũng hơi bị nhiều á. Nói thẳng và tẹt ra ha, là mình vẫn chưa đi làm, mình vẫn còn đi học và mình vẫn chưa kiếm ra được tiền. Ok, bây giờ mà mình đi mua thêm một cái tai nghe nữa chẳng khác nào á là bố mẹ mình phải còng lưng ra để mà làm tiếp tục để bù bù vào cái số tiền mua cái tai nghe đó. Thì mình cũng có tiền tiết kiệm bạn, mà mình vẫn chưa muốn dùng bạn ạ.
cái tiền tiết kiệm của mình nó chẳng có bao nhiêu cả, nó cũng chỉ tầm hơn 100 ngàn thôi. Nhưng mà thì như bạn biết rồi đó, 100 ngàn thì làm được cái gì bây giờ. Cho nên là thôi bây giờ mình đang cố gắng, mình chịu khó mình nghe một bên đây bạn, bởi vì một bên tai nó đã bị hư rồi. Ê, khó chịu vãi luôn á, đang yên đang lành tự nhiên đi hư cái tai nghe, thiệt tình bực mình dễ sợ luôn. Rồi ok, mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng chân ở đây đi. Có thể là trong tương lai mình sẽ không sống ở đây đâu, nhưng mà bây giờ mình sẽ tạm thời dừng chân ở đây để mà chúng ta ổn định cuộc sống một cái đi, rồi sau đó muốn làm gì làm. Đó. Hiện tại bây giờ là chúng ta đang có rất là nhiều đồ đạc, không mang đi thì rất là khó. Cho nên là thôi, bây giờ thì mình sẽ gọi là dừng chân ở đây. Đó, để mà chúng ta làm những cái công việc cần thiết. Sau đó thì một thời gian sau thì mình dọn đi cũng chưa muộn bạn đó. Rồi bây giờ việc đầu tiên cần làm đó chính là lấy những cái bó gom này, ven mai nó lên. À, nếu như mà các bạn không biết á, thì mình có một cái siêu năng lực nha bạn. Mình có một siêu năng lực. Đó là mình sẽ biết được á, là ngày hôm nay mình sẽ gặp chuyện xui hay là chuyện may mắn. Tức là như này, lúc trước á, mình có quen một thằng bạn bạn. Nói chung là thằng bạn cũng được nha, gọi nói chung là cái bạn đó, đó thì nói chung là cũng tương đối là hiền mọi người à, kêu bằng thằng thì hơi bất lịch sự đó. Mình có quen bạn đó đi, bạn là con trai nha. Nhưng mình có quen một cái bạn đó, thì một bữa thì ra nói chuyện chơi thôi, thì bạn nó nói rằng là theo như dân gian người ta nói là đàn ông mà giật mắt xui, tức là cái con, các bạn biết cái con mắt của chúng ta không? Đó, cái phần mà mí mắt các bạn, cái phần mà các bạn nhắm mắt lại đúng không? Các bạn nhắm mắt lại thì các bạn sờ lên cái co chỗ mắt của bạn, nó sẽ có một cái phần thịt đúng không? Đó, nếu như mà cái phần thịt đó nó đột nhiên nó nhảy 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 thì nói chung là có chuyện nha, kiểu như ông bà ta gọi là có điềm đó. Nói chung nghe nó hơi mê tín xíu, thì thật ra thì mình bị nhiều lần lắm luôn bạn, thì mình bị nhiều lần lắm luôn rồi bây giờ mình mới tin. Thì tức là như nè, bạn ra có một lần kiểu như giờ ra chơi á, thì mình với bạn đó thì rủ nhau lại nói chuyện chơi thôi. Như lúc đó là mắt của mình nó bị nhảy hay sao đó, nó nhảy nhảy nó nhảy 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 nhảy, nhảy hay là như nào đó. Cái mình mới nói là ủa sao từ nãy giờ mắt nó cứ bị giật hoài ta, có con mắt nó cứ bị giật hoài. Cái bạn nó mới nói kiểu là giật mắt nào, cái mình nói là giật giật mắt trái. Cái bạn nó mới nói là theo như ông bà ta nói đàn ông mà giật mắt trái là có chuyện xui, giật mắt phải là có chuyện may mắn. Còn phụ nữ thì ngược lại, giật mắt trái là chuyện hên, còn giật mắt phải là chuyện xui, có chuyện xui không, chuyện xui đây là chuyện xui đến với bản thân á các bạn. Thì mình nghe kiểu ủa có vụ đó rồi hả, có. Thì ban đầu mình nghe kiểu nghe cũng vui vui á, nghe cho vui cho bạn, nghe cho vui thôi, mình cũng chả có tin gì vấn đề đó. Nhưng mà cuối cùng sau một rất nhiều thời gian bị ăn hành thì mình đã tin nữa bạn ạ. Như ngày hôm qua nữa bạn, ngày hôm qua thì gọi là cái mắt trái của mình nó bị giật đúng không, nó giật cái kiểu ủa có chuyện xui tới nữa đó hả, có chuyện xui gì đây. Thì đúng như ngày hôm nay chuyện xui đã xảy ra, đó chính là tai nghe của mình bị hư. Wow, tai nghe của mình bị hư, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Thì các bạn nói rằng á, là ủa cái đó thì có thể là trùng hợp thôi. Thì đúng các bạn ạ, ban đầu thì mình cũng nghĩ là trùng hợp thôi, dễ gì đúng không, trên đời là có cái chuyện tào lao quý lao vậy được đúng không, trùng hợp thôi không. Nhưng mà đó bạn, mình bị như thế đó gần cả chục lần rồi, chứ không phải là một hai lần. Một hai lần thì có thể là trùng hợp, nhưng mà cả chục lần thì không thể nào mà trùng hợp được bạn ạ. Nói chung mỗi lần con mắt trái mình mà nó giật một cái đảm bảo là có chị xui bạn. Chị xui này là đến với bản thân mình nha, chị xui này đến tức có nghĩa là sao, tức có nghĩa là có thể là bữa đó là mình bị la, mình bị điểm kém, mình bị hư đồ, mình bị hư cái này hư cái kia, hoặc có thể là mình bị như nào đó. Nói chung hay là tất cả những cái chuyện xui rủi mà đến đến với bản thân mình chứ không phải đến với người khác đó. Mày nếu như mà các bạn nói đó là ô thằng này mê tín dị đoan thì các bạn nói vậy thì cũng được thôi, nhưng mà có điều là mình bị ăn hành nhiều lần rồi, mình bị ăn hành rất là nhiều lần rồi, cho nên bây giờ hay là mình tin dữ lắm, không tin không được bạn đó. Tôi thêm kể cho bạn nghe luôn là có một lần nha, có một lần á là người người nhà của mình bạn, người nhà của mình nó nhờ mình đi mua đồ đúng không, đưa cho mình tờ tiền là 200 ngàn thì nó đã bị hư đó, thì mình muốn mua một cái mới, thì mình đã quyết định là mình tự dùng tiền của mình bạn, dùng tiền của tiền tiết kiệm của mình đó để mình mua đó. Thì đó thì nhân tiện đó thì kiểu như là cô gì, nói chung là người thân của mình nó là nhờ mình đi mua đồ và đưa cho mình tờ tiền 200 ngàn. Và thế là mình đi mua đồ các bạn, mình đi thì mình vẫn đi mua bình thường thôi, nhưng mà tới lúc kiểu như là kiểm tra lại thì mình đã bị mất hết 200 ngàn mà. Mình đã bị mất cái tờ tiền 200 ngàn. Và thế là ngay ngày hôm đó, trời ơi nó thì chứ mà không chứ bị la tức là bị mắng, bị mắng nhập mồm.
tờ tiền 200 ngàn các bạn, nhà mình nói chung là không có dư giả gì đâu, nhà mình nói chung là không khá giả gì đâu bạn, tờ tiền 200 ngàn có, đối với bạn có thể là nhỏ nhưng mà đối với gia đình mình lớn lắm. Ôi má, tôi có thể với mong chứ bữa đó không khơi khi sống khi sống trời ơi, mất hết 200 ngàn rõ ràng là mắt trái giật nha, mắt trái nó giật cái kiểu rồi sao có chị xui rồi, nhưng mà chị xui là chị không biết, hiểu không đó. Tức có nghĩa là sao, tức có nghĩa là mình bị ăn hành quá nhiều lần, ăn hành tới mức độ mà mình chán luôn bạn, mình chán luôn, mình không thèm để ý luôn bạn. Tức là lúc trước đó, lúc trước mình bị thì mình còn để ý từng chút một thì mình còn tránh được, nhưng mà mình ăn hành nhiều nhiều lần quá mình chán rồi bạn, mình chán mình nản rồi, cái mình kiểu ôi mặc kệ mày, mày muốn tới mày tới thì tao chán dữ lắm rồi, tao không muốn phòng ngừa nữa, tao không muốn phòng bệnh nữa, tao mệt lắm rồi đó. Và thế là đó, như bạn thấy là mình vẫn bị tiếp tục ăn hành gặp không. Và câu chuyện là mất tờ tiền 200 ngàn đó là một ví dụ điển hình không, mắt trái của mình đã giật nhưng mà mình kiểu mệt lắm rồi, không muốn phòng người, mình không muốn phòng người gì đó cả, mệt lắm rồi kệ bà đó đi. Và thế là tèn mất tiền và mất 200 ngàn, tèn bị la gặp một. Yeah, hay ho dễ sợ rồi, nói nhảm gì đó cũng đủ rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là thực hiện cái công việc đi. Bây giờ thì mình vẫn chưa muốn mua tai nghe mới đâu bạn, bởi vì đơn giản là tiền tiết kiệm mình cũng không biết là mình được bao nhiêu nữa nè. Mình thử lấy ra mình đếm coi. Rồi ok bạn, mình vừa mới đếm tiền xong bạn ạ, may cảnh về luôn tự nhiên để lấy cái tiền tiết kiệm ra đếm. Thì mình đếm cái tiền tiết kiệm của mình thì mình vừa mới đếm xong thì nó được có mấy chục ngàn các bạn. mấy chục ngàn cũng đúng, kiểu như cũng gần cái trăm bạn, cũng hơn trăm ngàn hết. Nhưng mà nói chung là mình vẫn chưa muốn nghe tai nghe bây giờ bạn. Bây giờ các bạn biết là một cái tai nghe ít nhất cũng phải gần cái trăm ngàn đúng không? Đó. Thì cái tai nghe mà mình mua này á, cái tai nghe mà 99 ngàn mà mình mua nè, mình mua vào cái lúc mà giảm giá nó mới được 99 ngàn. Thử mà mình không mua vào cái lúc giảm giá coi nó được 99 ngàn không? Đó mình là cái vấn đề. Mà không biết bây giờ ngoài điện máy xanh nó có giảm giá hay không. Ôi ơi, đau khổ vậy. Khi không tự nhiên hư cái tai nghe bà nội cha đó. Rồi ok bạn, bây giờ mình sẽ đi phá giường. Phá hết tất cả những cái giường ở trong cái ngôi làng này. Để làm gì? Để mà chúng ta thực hiện một cái dự án, đó chính là làm một cái máy đẻ bạn, một cái máy đẻ nha. Đó, cho tụi dân làng. Cho tụi dân làng nó sinh đẻ chơi gì đó. Ok. Và làm cái máy sinh đẻ xong rồi đó thì mình sẽ gọi là làm thêm một cái máy phăm sắt nữa. Đó. Và làm một cái máy phăm sắt xong đó rồi mình sẽ cho tụi nó đẻ nhiều nhiều lên. Đẻ nhiều nhiều lên rồi thì tụi nó sẽ được mình chuyển vào một nơi đặc biệt. Đó chính là nơi mà mình có thể cho tụi nó học những cái nghề mà mình muốn. Thí dụ như là mình muốn cho nó học nghề thủ thư á, thì mình sẽ cho nó làm nghề thủ thư. Đó không? Đặt cho nó cái bục sách để mà cho nó học nghề thủ thư. Để mà chúng ta lấy sách mending sửa chữa. Ok. Tụi nó sẽ phải làm nô lệ cho mình. Rồi, sẵn đây nhân tiện đi xử lý đẹp hai anh này luôn. Chết đi mày. Cẩn thận á, mình đang giáp sắt á chứ không phải mình đang giáp kim cương đâu. Giáp kim cương thì nó quýnh mình một cái mình còn sống, chứ giáp sắt thì có thể là mình đi luôn. Có thể thôi nha. Các bạn hãy phân tích hai từ có thể. Trời ơi, đau khổ chưa. Sau 3 năm làm YouTube thì bây giờ mình mới nhận ra được một cái chân lý, đó chính là thời điểm thích hợp nhất để mình quay video đó không phải là vào ban đêm mà là vào lúc chiều các bạn ạ. Đúng, đúng vậy. Thời điểm thích hợp để mà mình quay video tiện lợi nhất đó chính là không phải là ban đêm, cũng không phải là ban ngày, mà là vào tầm 10 giờ trưa cho tới tận 4 giờ chiều là thời điểm cực kỳ thích hợp để cho mình quay video. Bây giờ mình mới nhận ra được chân lý đó. Thì lúc trước á, mình kiểu như là mình cứ nghĩ là cái thời điểm mà mình thích hợp để mà mình quay video nhất á, đó là vào ban đêm, bởi vì ban đêm người ta đi ngủ hết rồi. Còn có một mình à. Đó, thì mình có thể thoải mái mà quay video mà không sợ là bị làm phiền. Nhưng mà thời thế đã thay đổi rồi mọi người ạ. Lúc trước là mình quay ở trên điện thoại thì sao mà chim chuột gì nó kêu tùm lum tùm la chứ nhỉ. Thì lúc trước là mình quay trên điện thoại thì mình quay vào lúc nào cũng được hết, nhưng mà từ khi có cái máy tính nha thì mình cảm giác là ban đêm là cái thời điểm thích hợp để mà mình quay video. Nhưng mà đó, từ khi mình chuyển cái máy tính mà mình chuyển cái máy tính của mình vào trong phòng, ok, thì mình đã gặp một cái vấn đề khác, đó chính là con dế nó kêu.
Mình gặp một cái vấn đề là có một con quỷ dế nào đó nó ở kế bên này, nó kêu rất là ồn ào và rất là mệt mỏi và rất là phiền phức. Mình rất là muốn tiễn nó đi gặp ông bà, nhưng mà có điều là mình không biết nó ở đâu cả. Không, nó chỉ phát ra tiếng kêu thôi, còn cái thân xác nó để ở đâu mình không biết. Đó, cái đó mới là cái du duyên vậy, cái đó mới là cái tào lao mới lao vậy đó, cái đó mới là cái nó nhảm nhí, đúng không? Bây giờ mình lại có một công thức mới, đó chính là thời điểm thích hợp nhất để mình quay video, đó chính là từ 10 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều. Đó là thời gian cực kỳ thích hợp. Tại sao? Bởi vì mình đã chỉnh sửa lại cái phần thu âm mình. Đây như lúc trước nè, lúc trước cái phần này là mình đẩy cho nó tới lên trên đây luôn đúng không? Thì nó cái độ thu âm của nó rất là nhạy. Đó, thì bà của mình á, bà mình mở tivi bên kia thì nó vẫn thu được, nó vẫn thu cái tiếng tạp âm của cái tivi vào được, nhưng mà từ khi mình giảm cái này xuống á, thì nó gần như là không thu được. Để mình im lặng đó, nó gần như là nó không thu được, nó gần như là không thu được. Cho nên là bây giờ cái thời gian thích hợp nhất đó chính là ha 10 giờ trưa tới tận 4 giờ chiều, và tất nhiên là không thể nào là ban đêm được, bởi vì ban đêm là thời điểm thích hợp để cho những con dế con ghe nó kêu. Rồi các bạn, có thể là bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình xây dựng một cái máy farm dân làng luôn các bạn. Và trước khi xây dựng thì có thể mình phải thoát game các bạn, bởi vì mình quên cài cái relay mode vào. À, bây giờ thì mình đã tháo cái tai nghe rồi bạn, bởi vì đơn giản là tháo đeo tai nghe mà đeo nghe được có một bên là nghe nó không có phê bạn. Thì chơi game mà đeo tai nghe mà nghe được có một bên là nghe nó không có phê đâu, mình nói thật. Các bạn sao thì không biết, nhưng mà riêng bản thân mình nghe nhạc nha, nghe nhạc là phải nghe cả hai bên luôn. Chứ nghe nhạc nghe có một bên nó không có phê bạn, kiểu như nó không có phê nó, mình cũng chả biết tại sao nó, tại vì mình cảm thấy là mình nghe nhạc nếu mình nghe cả hai bên luôn, nghe cả hai bên đó là chúng ta sẽ cảm nhận được âm thanh kiểu như là nó phê hơn, nó đã hơn, nó kiểu như đó. Nhưng mà đồng thời thì bố mẹ mình mà có gọi mình thì mình cũng không nghe được luôn, bởi vì mình đeo hai tai nghe, mình đeo cả hai bên mà lấy gì mà mình nghe được. Chưa gì trời tối rồi, chưa gì hoàng hôn tới rồi. À, bây giờ thì có thể là mình sẽ bắt tay vào mình xây một cái gì nhà, một cái máy farm dân làng luôn nha bạn đó. Nhưng mà có thể là mình sẽ xây xa xa một xíu, cho mình không thể nào mà xây ở đây được nha, bởi vì mình mà xây ở đây á, thì nó hơi bị kiểu như nó dướng vào cái làng á, thì mình sợ là những cái con dân làng á, kiểu như là nó cái tâm trí đó bạn, cái tâm trí của nó cứ hướng về ngôi làng này thôi, chứ nó không 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 có kiểu như là ở cái máy farm của mình. Kiểu như là mục đích của cái máy farm dân làng được sinh ra trên cõi đời này á, là làm cho tụi dân làng á cảm thấy à, đây là nhà của tao, đây là nhà của tao, chúng ta cứ việc thoải mái sinh đẻ đi mọi người đó, kiểu như vậy. Nhưng nếu như mà các bạn xây một cái máy farm dân làng ở bên kế bên một cái làng á, thì nó lại là một chuyện khác, bởi vì đơn giản thì có thể là cái máy farm của bạn nó sẽ không hoạt động được. Tại vì á, kiểu như là ở ngôi làng này thì nó vẫn có giường này kia nọ các kiểu, và nó vẫn có những cái điều kiện gọi là như thế nào đó, gọi là mà tụi dân làng không thể nào mà gọi là quên được cái ngôi làng này đó, kiểu như vậy. Cho nên thì cái gì ta, thân xác của nó thì ở trong cái máy farm của chúng ta, nhưng mà còn tâm trí của nó thì kiểu như là anh em ơi, hướng về ngôi làng đó, kiểu vậy. Rồi cuối cùng thì nói chung là có thể nói là tất cả những cái con dân làng ở trong cái làng này nó đã mất nghề hết rồi mọi người ạ. Và bây giờ thì mình sẽ gọi là bắt tay vào cái việc đó, là mình sẽ bắt một con dân làng và mình sẽ vận chuyển cho nó ra một cái khu nào đó và cho tụi nó sinh đẻ cho đó bạn ạ. Thì cái máy farm này á, mình không biết là mình nên xây theo kiểu nào. Một là mình xây theo kiểu của ỷ thiên tivi, hai là mình xây theo kiểu của cái kênh của cái chú này. Nói chung là mình gọi bằng chú nha, bởi vì mình cũng có theo dõi chú này. Chú này gọi là có con rồi, có con thì chắc chắn là già hơn mình, mà già hơn mình chắc chắn là mình phải kêu bằng chú thôi. Đơn giản mà. Thôi, mình nghĩ là mình nên xây trực tiếp ở chỗ cái làng đó luôn đi bạn. Mình chỉ cần bắt hai con thôi, hoặc là nói chung là mấy con đó tùy ý của mình. Đó, mình chỉ cần bắt hai con thôi là đủ ok rồi. Rồi ok, mình sẽ xây ngay tại chỗ này đi. Và có thể là mình sẽ xây theo kiểu của ỷ Thiên TV đi ha. Bởi vì cái kiểu của ỷ Thiên TV á, là nó nằm ở phía dưới đất. Còn của ông chú này á, thì nằm trên trời á. Mắc mắc xây. Phải, nói chung là phải xây ở phía trên cao. Đó. Thì xây phía trên cao đó thì cũng ok, cũng được thôi. Nhưng mà có điều á, thì mình sợ là nó lu bu này kia nọ thôi, chứ không có gì đâu. Nói chung á, là bây giờ để mình xem lại thử xem là mình nên xây theo kiểu nào nha bạn. Rồi sau đó mình sẽ trả lời cho bạn sau. Rồi ok bạn, mình đã quay trở lại đây và mình đã quyết định là mình sẽ xây theo kiểu của ỷ Thiên TV nha bạn. Đó, mình sẽ xây theo kiểu của ỷ Thiên TV nha.
tại vì cái của kiểu của Thiên TV thì nó ở dưới mặt đất, còn của ông chú kia thì nó ở trên cao nè. Đó. Thì ở trên cao thì mình vẫn xây được bình thường thôi, nhưng mà có điều đó thì nó kiểu như là ở tâm mà làm việc trên cao thì nó sẽ khá là nguy hiểm mọi người ạ. À. Nó khá là nguy hiểm. Còn làm việc ở dưới mặt đất á, thì sẽ có một vài bé zombie scare này kia nọ, là nhìn thấy những em dân làng ngon nghẻ thèm thuồng khát khao này kia nọ các kiểu, và nhào tới và đánh mấy em dân làng ấy thì rất là tội nghiệp cho mấy em. Thôi kệ đi, cái gì nó cũng có cái ưu và cái nhược điểm hết, nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ xây ở dưới mặt đất đi, mặt đất này kia nọ để làm việc cho nó dễ bạn đó. Và cái đoạn xây dựng thì có thể là mình sẽ bỏ qua nha, mình sẽ không cho bạn xem đâu, bởi vì đơn giản thì nó chả có gì gọi là thú vị cả. Mà nếu như bạn muốn xem thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả. Cái này không phải là anh ỷ Thiên TV anh hướng dẫn nha, mà là ảnh cái anh chơi game á, anh chơi luôn và anh xây luôn vậy đó. Anh chơi, anh vừa chơi, anh vừa bình luận và anh vừa xây luôn đó, cho anh không có hướng dẫn nha. À, và mình chỉ đơn giản là mình thấy anh xây như thế nào mình bắt chước mình xây theo thôi, chứ mình cũng không thể nào mà mình hướng dẫn bạn được, mà cho dù mình hướng dẫn thì chả có ai hiểu đâu. Đợi tôi nói vậy đó mọi người. Như các bạn vừa mới thấy thì mình đã thử vên mai một cái nhẹ để xem thử là như thế nào, nhưng mà ai ngờ đâu là nó ảnh hưởng qua cái tới cái chuồng bò của mình luôn, quá kinh khủng. Mà cái này nói là vên mai thì cũng không đúng, mà cái mod này nè, cái mod mà đào đất như lúc nãy nó không phải là vên mai mà là ore cavitation gì đó. Mà thôi bây giờ mình sẽ tạm gọi nó là ore nha, bởi vì mình mới lên Google mình gõ cái từ, mình gõ cái tên của cái bản mod này và chị Google đọc là ore. Mình gõ đúng có một chữ các bạn, mình gõ đúng có một chữ cái đầu tiên của cái bản mod này thôi và nó đọc là ore. Đó, thì đọc là O này thì nó đối với người Việt chúng ta thì nó hơi khó, thì mình sẽ đọc là O đây. Mình đọc là O đi cho dễ đúng không? Đó. Đúng không? Mình O một cái đúng không? Mình thử mình O một cái, cuối cùng mình O cái một E cái banh chành nguyên chỗ này. Đó. Không, chung cũng được, đọc O cũng đâu sao đâu, đâu ai ép mình đâu. Không. Thôi, mà anh này không có giường ngủ bu lại chỗ giường của mình quá trời luôn các bạn. Rồi, yên tâm đi, từ từ mấy anh sẽ có giường hết. Rồi giờ tạm thời tôi phá giường của tôi đi, bây giờ đơn giản là giường của tôi mà không có được đụng vô. Mình cũng có gài một cái mod này nè các bạn, không biết là các bạn có muốn có biết hay không. Đây là cái mod này nè, đây chúng ta tạo ra được một cái gậy, và cái gậy này có chức năng gì, chức năng đó chính là nó sẽ giúp chúng ta xây dựng nhanh hơn đó. Nói chung là các bạn xem video trước của mình đó, là bạn thấy là bạn biết rồi. Cái đoạn này đó là mình đang đi tìm cát để mình đem về mình làm kính để mà mình làm cái máy farm dân làng, thì mình dùng cái lốc khác cũng được nhưng mà mình dùng kính cho đẹp ha. Mình không muốn phá những cái lốc cát ở những cái mé biển như này đó, bây giờ phá đi thì mình sợ nó sẽ bị xấu địa hình. Nhưng mà ở đây thì có một cái trộm cát nó hơi bị kỳ cục, ở đây thì mình sẽ phá nó chỗ này. Ok, sẽ phá cái trọng cát ra đi, nhìn nó hơi bị kỳ cục xíu rồi. Nói chung mà phá gì cũng được rồi, bây giờ thì đi về thôi. Đây rồi hả, mình chạy xung quanh chỉ để tìm một cái trái bí ngô thôi mà, để mà mình đem về mình làm một cái đèn bí ngô nha. Để làm gì, để mà kiểu như chúng ta thắp sáng cho cái máy farm của chúng ta, kiểu như ban đêm á, nhưng mà nó bị thiếu ánh sáng á, thì sẽ có cái đèn bí ngô này nó hỗ trợ để tránh cái việc mà quái nó spawn ra ngay tận trong cái máy farm đó và đánh chết những em dân làng của chúng ta. Thì đó là một cái niềm đau xót cực kỳ là đau xót mà chúng ta không hề mong muốn. Đến cái đoạn này thì mình đã tắt shader đi, bởi vì cái lúc này là mình đã kiểm tra lại cái phần mà tầm nhìn của game á, thì mình chỉ chỉnh có 8 lock thôi, thì lúc đó thì mình tăng lên tầm 22 thì nó hơi bị lắc lắc, thì sau đó mình giảm xuống còn 18 thì mình vẫn cảm thấy nó còn lắc lắc, cho nên là mình quyết định là mình tắt shader. Và cái đoạn này mình nói rất là nhiều cho nên thành ra là mình quyết định mình lồng tiếng ha, thì mình cũng không hiểu tại sao mình lại nói nhiều tốc độ luôn á. Rồi, đây là lúc mà bạn thấy được sự lợi hại của cái gậy này. Đó, đây là gậy gì? Có vài bạn sẽ thắc mắc đây là cái gậy gì đúng không? Thì đây là gậy phép thuật Win Enchanted nha mọi người. Đó, đây để mình thể hiện cho mọi người coi. Đó, ghê chưa, ghê chưa? Ghê chưa? Đó, ghê chưa? Đó.
có cây gậy này ha, trời ơi, xây tường này cái nọ. Ví dụ như mình muốn xây một cái tường thành nó đi, chỉ cần lấy cái gậy này ra là trời ơi, đảm bảo auto ngon. Ây da, mình phải đập bỏ hết hai miếng kiến rồi bạn ơi. Này cái này là cái tội là làm không chịu coi nè, tự nhiên phải đập bỏ hết hai miếng kiến, ủa ghê dễ sợ. Cái đó không phải là do mình keo kiệt đâu bạn, mà tại vì bây giờ giai đoạn đầu á, giai đoạn đầu nó hơi khó khăn xíu nha. Mà giai đoạn sau nếu như chúng ta có đủ điều kiện hơn rồi á, thì mình mới là có quyền lãng phí. Còn bây giờ giai đoạn đầu thì cứ việc tiết kiệm đi ha, mà nói thẳng luôn giai đoạn nào cũng cần phải tiết kiệm chứ á, bởi vì tiết kiệm là quốc sách. Ok, tiết kiệm là quốc sách à, đã là quốc sách thì chúng ta phải thực hiện vậy thôi. Vâng, bạn mình mới tìm được một cái ngôi làng khá là kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ là nó có đúng một ngôi nhà bạn. Ok, nó có đúng một ngôi nhà duy nhất thôi đó, nhưng mà nó vẫn có ruộng nha. Đây đây, một cái làng có đúng duy nhất một cái ngôi nhà. Ồ, quái trưởng thiệt. Thì mình đang trên đường đi tìm một cái hồ lava bạn, để mà mình múc cái lava đem về mà mình làm mái phòng đá. Đi dọc đường thì nói chung là trong quá trình đi tìm thì mình tìm được cái ngôi làng này nè, có đúng duy nhất một cái nhà. Wow, hay ho thật sự. Mà bù lại đó là có những cái bó gom nha, bó gom này mình sẽ lụm. Ok, đã xong. Ủa sao tự nhiên lắc lắc người ta, bị gì mà lắc lắc như nè. Rồi mình đã hoàn thành được một cái máy farm đá rồi nè bạn đó, và cái máy farm dân làng của mình thì nó cũng gọi là gần như hoàn thành rồi. Bây giờ thì chỉ cần đợi cho mấy anh dân làng này mấy anh thu hoạch những cái quả cà rốt chín này, rồi sau đó thì chúng ta sẽ gọi là như là kiểu như là cho mấy anh thu hoạch rồi sau đó kiểu như là nó càng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều lên, nhiều lên nhiều 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 cái cà rốt lên đó, thì mấy anh sẽ ném cà rốt cho nhau, rồi từ đó mấy anh sẽ yêu nhau và mấy anh sẽ đẻ con nha mọi người. Thì mấy thanh niên đó là mấy thanh niên trong làng nha mọi người, kiểu như là trong lúc mà quá trình mình xây cái này nè, thì mấy thanh kiểu cũng có trời tối á, trời tối rồi mấy thanh niên này kiểu như đi tìm giường á, cái chạy vô trong đó giờ dính đó kìa, nói chung là dính vô trong cái máy farm mà luôn, kệ để luôn. Kiểu như là trang trí luôn cũng được, cũng chả có sao cả. Ok, đây là cái máy farm đá của chúng ta, giờ mình thử nó có hoạt động không nghe, để mình ven mai đó coi. Ok, ngon lành. Và hình như là nó hơi bị lắc mọi người ơi, nó game nó hơi bị lắc nha, hồi nãy là mình đang chơi tự nhiên cái nó văng ra ngoài luôn đó, nó văng ra ngoài luôn chứ không phải là đùa đâu. Rồi bây giờ thì đó, đây là tất cả những gì mình đã làm xong. Một cái máy farm dân làng, một cái máy farm đá, thiệt luôn bạn, mình chạy hết nguyên một vòng rồi nè, nó mình chạy khu vực này nè, mình chạy hết nguyên vòng biết bao xa đi luôn, vậy mà không thấy bất kỳ một cái hồ lava nào hết. Mà chạy một hồi mình mới sực nhớ lại là gần cái chỗ spawn của mình, cái chỗ spawn đầu tiên ở trong cái thế giới này của mình á, gần cái chỗ đó có một cái hồ lava. Thế là mình quay trở ngược lại ngay cái chỗ mà kiểu như là cái chỗ cũ á, mà thế là mình kiếm lại cái hồ lava, thế là mình múc gái đem lại chỗ này đó. Giờ chúng ta đã có được một cái máy farm đá rồi, thì mình cần cái máy farm đá làm gì, thì mình cần block, mình cần nhiều block để mà kiểu như là làm nhiều máy farm hơn nha, chia chứ không có gì đâu. Thật ra cái máy farm nhân làng này chưa xong đâu, còn phải che ở trên nữa, để ở đây mất công hồi sét đánh xuống rồi mấy mấy thanh niên này biến thành phù thủy cái nó mệt mỏi lắm. Che chắn vụ sét đánh này kia nọ nữa. Rồi ok, đã xong rồi các bạn. Đó, mình đã làm cho mấy em này ngay một cái sàn luôn. Đó. Và không hiểu sao mấy em lại không chịu trồng cà rốt mà mấy em lại cứ như vậy hoài vậy. Ây da. Và mình vừa mới bị hư hết một cái gậy bạn. Cái gậy này nó bị hư này, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại không gãy. Đáng lý ra nó phải gãy chứ tại sao nó lại không gãy là như thế nào? Thật là lạ lùng. Có bộ là mình phải gọi là đi vào trong đảo các bạn ơi, mình kiểu như là mình phải đột nhập vào trong đó, rồi sau đó là mình phải cố gắng rồi là lắp đầy nguyên cả cái ruộng cà rốt này để cho mấy cái anh dân làng này mấy ảnh có thể gọi là tự trồng trọt, rồi sau đó là tự ném cà rốt cho nhau, rồi sau đó là tự sinh sản mới được, chứ không thể nào mà để cái tình trạng này nó xảy ra được bạn. Tình trạng này nó mà xảy ra như vậy là không ngon lành chút nào hết trơn á.
Ok, thì mình đã nhảy vào trong đó và thu hoạch những cái cây cà rốt chín và nó vào trong lại. Và hy vọng là mấy anh này sẽ đẻ nha, mấy anh này không đẻ thôi là có chuyện với tôi đó. Và cái máy farm này mình nói thiệt với bạn cho mình tốn một đống kính luôn bạn. Tại vì á, cái máy farm cho này là mình chưa xây bao giờ. Từ đó tới giờ mình chỉ cho dân làng đẻ bằng cách rất là đơn giản thôi, đó là nhốt tụi nó lại. Kiếm hai con dân làng rồi nhốt hai tụi nó lại. Rồi quăng bánh mì cho tụi nó. Quăng bánh mì cho tụi nó, quăng càng nhiều. Càng quăng càng nhiều cho tụi nó, rồi sau đó đặt vài cái giường vào. Đó, đặt gần chục cái giường vô vậy đó, không cho tụi nó đẻ. Đó, mình đó là cách đơn giản nhất mà mình cho tụi nó đẻ, chứ mình chưa xây máy farm kiểu này bao giờ. Và cái máy farm này á, là mình coi ở kênh Đồ Long TV của anh Ỷ Thiên TV á. Thì cái máy farm này nha, ban đầu á là nói chung là anh này anh xây sai thiết kế hay là như nào đó, cuối cùng anh đập bỏ anh xây là anh xây lại. Nhất là cái phần này các bạn, đây cái phần này nè, đây cái phần này nè, mình cứ tưởng nó là mình xây sai không, cuối cùng mình đập ra xong cái mình xem lại, ủa mình xây đúng rồi mà sao mình lại đập ra đó. Kiểu như là anh Ỷ Thiên TV ảnh xây trên một cái địa hình gọi là cái phần này nè, đây cái phần này nè, cái phần đất này thì nó cao lên một lóc, còn phần đất này thì nó thấp xuống một lóc. Thế là kiểu như là đó, thì như bạn biết thôi, kiểu như là nó bị rối á, mình bị rối á, mình không biết là cái nào với cái nào nó ra làm sao hết trơn, cho nên thành ra là có vài trường hợp á, kiểu như là mình cứ nghĩ là mình sẽ sai và thế là mình đập bỏ ra rồi má ơi, tốn một đống kính luôn, thề kiếm mệt muốn chết luôn, thề luôn. Vâng bạn ơi, mình đã quay trở lại ở đây thì mình đợi từ nãy giờ mà không thấy có một em baby dân làng nào xuất hiện hết. Thì theo mình nghĩ á nha, cái lúc mà mình xây chưa xong á thì nó nhảy vào trong đây nó ngủ, và có thể là cái giường đó bị tụi nó chiếm hết trơn rồi, cho nên là hay là không có một con baby nào xuất hiện hết, cho nên bây giờ mình buộc phải giết mấy con này thôi nha. Bởi vì mình giết nó thử coi để coi cái máy nó hoạt động không bạn, chứ không giết cho nó không biết là cái máy nó có hoạt động hay không thì hơi bị mệt à. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình cần phải đi mai một ít than để mà mình trao đổi với một con dân làng mà mình vừa mới bắt nó lại. Thì cái con đó là nó không có nằm ở trong máy farm nha, cái con đó là kiểu như nó chạy vòng vòng ngoài thôi nè, cái con nó còn sót lại ở ngoài cái làng nè, cái mình bắt nó lại mình cho nó học nghề. Bạn học cái nghề đó là cái nghề thợ làm áo giáp đó. Thì bây giờ thì mình cần phải đi mai than để mà mình trao đổi với nó. Thì trao đổi với nó để làm gì? Để mà mình kiếm một cái bộ đồ kim cương bạn đó, kiếm một cái bộ đồ kim cương nha. Thì trễ nhất là vào tập sau là mình có thể đi đánh gồng được rồi, còn sớm nhất là ngay trong tập này nha. Nhưng mà bây giờ thì mình đã nảy ra một cái ý định khác, đó là mình sẽ không đi mai than nữa mà mình sẽ đi làm một cái bàn làm cung tên để mà mình bắt thêm một con dân làng nữa, để mà kiểu như là mình cho nó học nghề đúng không bạn. Nhưng mà bị về nãy chừa lại một con rồi, bây giờ nãy mình chừa lại một con ở trong cái máy farm đó bạn, để mà kiểu như là bắt con nó học nghề. Bây giờ thì chết hết rồi, còn có một con duy nhất rồi. Thì mình sẽ là cho một con dân làng học cái nghề là thợ làm cung tên nha. Để làm gì? Để mà chúng ta trao đổi que với nó không, rồi sau đó thì mình sẽ lấy emerald để mà trao đổi ngược lại với con này đó. Như thế nè đó, mình trao đổi nó gần lên cấp rồi bạn đó. Bây giờ mình chỉ cần thôi, kiểu như cho một cái con dân làng đó học nghề, học cái nghề là thợ làm cung tên, thì mình lấy que mình đổi với nó, rồi sau đó thì mình lấy cái emerald đó mình đổi ngược lại với con này thì cho nó lên cấp từ từ, thì nó sẽ bán cho mình một cái bộ đồ kim cương ha. Mấy em này sao mà từ nãy giờ không chịu đẻ vậy nè, đẻ giùm cái đi trời. Em này quăng cà rốt cho em kia đi, nếu như mà hai em mà không đẻ tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh đó nha, tôi nói trước á. Rồi mấy em này muốn mình dùng biện pháp mạnh nè bạn, dùng biện pháp mạnh tức nghĩa là mình không có giết mấy em đâu, mình sẽ đập cái này ra đi đó. Rồi giờ sao mấy em không chịu đẻ đúng không, cho mấy em ít bánh mì đó, ném cho nhau đi, quay nhặt lấy ném cho nhau mà yêu nhau đi. Thôi mình nghĩ tốt nhất là cái em này khỏi cần học nghề nữa đâu, rồi đó vậy đi, mệt quá. Trời ơi, thiệt tình chứ, công tình xây cho đã xong cuối cùng mấy em này không chịu đẻ, tôi nghỉ luôn đi không, tốn một đống kính của tôi luôn vậy mà cuối cùng mấy em này không chịu đẻ, bái nồi. Mình thấy cái biện pháp là ha, quăng cho mấy em này bánh mì may ra ha, còn ngon hơn là cái việc là để cho mấy em nó tự thu hoạch và tự đẻ nữa.
Ừ, nó em này đi xuống dưới đây đi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dọn cái đống này đi đi. Ba cái farm dân làng này là mình cực kỳ dở luôn. Thì nó thật mình cực kỳ dở với ba cái farm dân làng này. Rồi nói chung á là cái farm dân làng của mình nó thất bại nha các bạn. Cái farm dân làng của mình á nó không dùng được rồi, nó bị cái gì đó nó không dùng được rồi ha. Đó, thiệt tình chứ phiền phức dễ sợ luôn á. Mình cũng không biết nói như thế nào luôn mà. Lúc này thì mình khá là cay cái máy farm này, bởi vì những cái con nhân lạc trong đó đó nó không ném đồ ăn cho nhau các bạn, nó phải ném đồ ăn cho nhau thì nó mới sinh sản được, còn nó không ném thì nó không sinh sản được nha. Mà không ném đồ ăn cho nhau thì thôi, mà nó cái con nhân lạc mình chết học nghề nông dân á, nó còn ném ngược vào thùng phân nữa đó, và tất nhiên là cái máy farm này của mình thất bại hoàn toàn luôn. Ngày hôm nay là tôi mệt dữ lắm luôn rồi đó, thiệt ngày hôm nay là mệt dữ lắm luôn rồi. Cái tai nghe hư là mình đã đủ nhức đầu rồi bạn. Có thể đối với một số bạn kiểu như là tai nghe hư có sao đâu, đi mua cái khác đúng không, nhưng mà riêng đối với mình nó trời bây giờ nó là cả một vấn đề bạn. Bởi vì đối với mình đó nha, bởi vì đối với mình á, chung là nhà mình các bạn, nhà mình kiểu như là tiền bạc này kia nọ nó cũng hơi bị chật vật á, mua thêm một cái tai nghe tầm mấy chục ngàn hoặc là hơn 100 ngàn thì nó hơi bị đuối. Cái thứ hai nữa là mình làm YouTube rồi đúng không, làm YouTube thì cần phải có cái gì đó gọi là thu âm đúng không, nhưng mà đó các bạn muốn thu âm gọi là cái chất lượng âm thanh của bạn đó, nó tương đối tốt nha, mà nó tương đối nha, tương đối tốt á, thì các bạn ít nhất phải có một cái tai nghe. Ok, các bạn không có mic cũng không sao, nhưng mà các bạn ít nhất phải có một cái tai nghe có trang bị mic thu âm nha. À, một cái mic nhỏ thôi, nó không cần nếu các bạn không đủ điều kiện mua một cái mic thu âm á, thì các bạn ít nhất phải có một cái tai nghe thu mic. Thì các bạn thu như thế này nè, các bạn không cần đeo tai nghe, các bạn thu bình thường cũng được thôi, nhưng mà có điều á là nó chất lượng âm thanh nó sẽ không tốt bằng cái lúc mà các bạn đeo tai nghe vào. Ok, rồi bây giờ thì chắc có thể mình sẽ làm một cái farm nông sản đi bạn ơi. Mình sẽ làm một cái farm gọi là một cái ruộng đi. Ừ, mình sẽ làm một cái ruộng farm đi, vì mình đuối quá rồi, mình cũng không biết làm gì chân. Bây giờ làm theo cách truyền thống thôi cho dễ. Bây giờ hơn là mình sẽ làm một cái ruộng farm, rồi sau đó kiểu như là mình thu hoạch nông sản xong rồi á, mình ném vào cho mấy con này cho nó tụi cho nó cho tụi nó cho tụi nó đẻ. Bực mình quá, cà lăm cà lí hoài. Mình rồi sạch sẽ, mình đã dọn sạch sẽ con này rồi, bây giờ thì cần sang lắp lại cái chỗ này. Cái ủa sao chỗ này cũng gì kỳ vậy, sao mà địa hình nó xấu dữ thần đi trời. Ui, đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi thấy những cái địa hình mà nó xấu không thể nào mà tả nổi gì luôn á. Vâng bạn ơi, mình đã quay trở lại ở đây và mình đã hoàn thành xong cái ruộng bậc thang này rồi. Không, cái máy farm nông sản, đúng rồi, cái máy farm nông sản nha. Thì mình nghĩ là mình nên ngưng tại đây thôi bạn ơi, tại vì mình nói chung là từ chiều tới giờ nha, từ chiều tới giờ đó là mình bị gọi đi làm việc này và kia rất là nhiều lần mà. Thì thật ra nói chung là mình đang quay video đúng không, thì kiểu như là người nhà mình không biết là mình đang quay video, cho nên kiểu như là nó lo cái kêu mình đi làm việc này, kêu mình đi gọi, đúng nó nhắc từ kêu không ai hiểu, gọi mình đi làm việc này, gọi mình đi làm việc kia này cái nọ. Và mình nghĩ là mình nên ngưng các bạn, bởi vì đơn giản là bởi vì như bạn biết mình đang nói, thí dụ đi, mình đang nói như thế này, tự nhiên có người gọi mình đi làm việc gì đó, sau đó cái mình quay ngược trở lại đây đó, thì lúc đó mình kiểu như ủa nãy mình nói tới đâu ta, ủa nãy mình nói tới đâu vậy, ủa chết bạn quên tiêu rồi, nói tới đâu quên tiêu rồi đó, kiểu vậy đó, mình cứ kiểu vậy đó bạn. À, mình rất là khó chịu bạn, mình rất là khó chịu với cái việc này, cho nên là thôi mình nghĩ là mình nên ngưng tại đây được bạn ạ. Nói chung là tự chịu vậy, thì nói chung là mình bị gọi đi nha, gọi đi cũng không có nhiều đâu, tầm có khoảng đâu một hai hay là hai hoặc ba lần gì đó, nói chung là hai ba lần gì đó, mình cũng không nhớ rõ cho lắm, nói chung là tầm hai ba lần thôi, không có nhiều đâu, nhưng mà mỗi lần đi là hơi bị lâu lâu thôi, mà còn đâu tầm khoảng đâu 1-2 phút mấy vài phút mà. Mỗi lần đi toàn là vài phút mà đó. Và lúc nãy là dì mình đó, dì mình có gì có nhờ mình chở dì mình đi chợ luôn bạn, chở mình đi chợ nó sẽ chứ không đi về, tôi hết biết tôi nói tới đâu rồi đó. Lúc nãy tôi nói là tôi sẽ xây một cái máy farm nông sản đúng không, tôi chỉ nhớ là tôi muốn xây một cái máy farm nông sản thôi, nhưng mà nói tới đâu thì quên tiêu. Nó thì nó khó chịu cho nó đó bạn. Và thêm cái là từ nãy giờ nhà mình nó ồn ào quá bạn, cái đoạn này nè bạn, cái đoạn này nha, cái đoạn kết của cái video này nè, lúc nãy là mình đã quay rồi, nhưng mà đó vì một cái lý do gì đó cái phần mềm OBS của mình nó bị lỗi và thế là đi đời nguyên cái đoạn đó luôn đó. Và thêm cái nữa là mình muốn cho bạn biết rằng đó là hiện tại là cái phần mềm cái tàu launcher của mình, cái tàu launcher của mình đây là nó đang có vấn đề bạn ạ, bởi vì từ chiều tới giờ nha, từ chiều giờ là nó đã bị văng game, nó văng game tổng cộng là hai ba lần nè, hai ba lần rồi đó, hai ba lần văng game rồi, theo mình nghĩ là nó do nó bị xung đột mod đây, nói chung để
cái này không có xem được. Đây thì mình có cài hai cái loại mod, một là cái mod này nè, đây cái gậy phép thuật, và cái mod thứ hai là cái mod or, cái mod mà đạo các bạn. Thì theo như mình nghĩ là có thể là nó bị xung đột mod bạn, cái tình trạng đó là xung đột mod nó chuẩn bị xuất hiện ở trên cái máy của mình rồi, cho nên là mình nghĩ là mình nên ngừng ở đây thôi, chứ chơi một hồi để nó mất công, nó bị mất tiêu cái thế giới thì nó mệt lắm. Và có thể là thời gian sau này thì cái việc mà sử dụng mod trong cái game này nó có thể trở nên khó khăn hơn ha, bởi vì mình cảm thấy nó bắt đầu có dấu hiệu xung đột rồi đó. Và mình đã bật lại shader các bạn, mình đã bật lại shader rồi, bởi vì xây cái máy farm này á một hồi lâu thì mình cảm thấy xong mình nó chán quá, nhìn không có shader nó thấy nó không quen mà nó không chán vậy, nó không quen mà nó còn chán, cho nên là mình quyết định là mình bật shader lên luôn đó. Và có thể là thời gian tới mình off bị lâu các bạn đó. Rồi xong đó, nhọc chưa dễ chân tới rồi. Mới nhắc cái có liền không à. Mới nhắc cho một là có liền à. Đâu nhưng mà phần mềm quay nó còn quay được không? À nó vẫn đang quay. À, thì thời gian tới có thể mình off hơi lâu nha bạn. Tại vì á là sao ta mình nói sao ta? Đó là vì thứ nhất á là lúc nãy mình vậy mình có nhờ mình chở gì mình đi chở bạn. Tại vì nhà mình không ai biết lái xe bạn mà. Nhà mình không ai biết lái xe hết. Đó. Chỉ có riêng mẹ mình thôi, mẹ mình là biết lái nè. Còn các dì của mình là không ai biết lái xe chứ bạn. Còn mình thì chưa đủ tuổi nhưng mà mình biết lái, cho nên là mình thường xuyên được nhờ chở đi chỗ này, nhờ chở đi chỗ kia các kiểu. Nó mệt mỏi cho nó đó bạn, chứ không có gì đâu. Và cái điều tiếp theo mà mình muốn nói đó là mình cái lúc mà dì mình nhờ mình chở, dì mình đi chở á, thì mình cảm giác như là hình như mắt mình có dấu hiệu bắt đầu bị cận thị các bạn. Bởi vì mình nhìn xa xa bạn, nhìn xa xa mình thấy nó hơi mờ mờ á. Cái mình nghĩ là do cái tóc của mình nó che mắt mình, cho nên mình thấy mờ mờ. Mình kiểu như mình vuốt lên chứ mình nhìn mình vẫn thấy nó hơi mờ mờ. Nó mờ không có nhiều đâu bạn, nó chỉ mờ một chút thôi. Đó. Nhưng mà nhìn xa mình thấy nó mờ mờ một chút gì đó, cái nhìn gần lại, nhìn gần đó thì mình thấy nó bình thường đó. Thì cũng đúng thôi, bởi vì cận thị là các bạn có thể nhìn gần nhưng mà các bạn không thể nào nhìn xa được đó. Tức là nhìn gần thì các bạn nhìn rất là rõ, bạn nhìn rất là bình thường, nhưng mà nhìn xa đó thì các bạn nhìn không có được rõ, bởi vì cận thị mà, cận thị nó bị vậy đó. Còn viễn thị thì các bạn nhìn xa thì rất là rõ, nhưng mà nhìn gần thì nó mờ căm đó, như vậy đó. Thì nói chung thì mình kiểu như mình có thể là mình sẽ nghỉ ngơi bạn, để mà kiểu như là tránh tình trạng mắt mình nó dẫn tới dấu hiệu là dẫn tới cái việc đó là bị cận thị bạn. Và nói chung là cái đôi mắt là cái thứ mà rất là quan trọng rồi, không cái đó không thể nào mà chối cãi được, đôi mắt là một cái thứ rất là quan trọng rồi. Thì nói chung là có vài bạn sẽ nói là ôi bị cận thì có sao đâu, cận thì đeo kính đúng không, cận thì đeo kính à, thì ok cận thì đeo kính, nhưng mà cái điều là các bạn nhắm là bạn đeo kính cho đời không? Bây giờ là mình nói thật nha, bây giờ là bạn nào mà bị cận thị rồi thì mình thực sự là mình rất là chia buồn với bạn đó. Nhưng mà mình nói thật với bạn nghe nè, các bạn cảm thấy đeo cái việc mà các bạn bị cận thị á, các bạn cảm thấy như thế nào đúng không? Người ta không cần làm gì hết, người ta chỉ làm một cái thao tác nhẹ thôi, đó là tháo cái kính của bạn ra, cố gắng tháo cái kính của bạn ra, là thế là người ta tha hồ mà đánh đập bạn mọi thoải mái mà không sợ gì hết, bởi vì bạn bị cận thị mà bạn có thấy gì đâu. các bạn cũng muốn có một cuộc sống như không? Thì có vài bạn cho nói đã, ủa nhưng có vài đứa nó không bị cận thị nhưng mà nó vẫn bị ăn đập bình thường thôi, nhưng mà có điều hay là người ta vẫn đỡ hơn cái người bị cận thị. Ở chỗ là gì, cái người mà không bị cận thị người ta còn biết đường mà người ta chạy, bị mắt người ta bình thường người ta còn thấy đường nữa mà người ta chạy, còn cận thị là thôi chạy cứ chạy bừa bãi, lỡ như chạy trúng như một cái vật gì đó thì sao đó, nó khó cho nó đó, cho nên là thôi. Nhưng nói chung là các bạn bị cận thị thì các bạn đâu thể nào mà các bạn sống cả đời với cận thị được đúng không? Có một thời gian nào đó các bạn cũng phải đi chữa thôi đúng không? Mình nghe nói đó là có phương pháp chữa gì đó mà bắn laser, nói chung bắn laser đó, bắn laser là laser gì đó, rồi vào trong mắt đó để mà kiểu như là cho nó loại bỏ cái lớp mà tế bào chết hay là như nào đó, để mà chúng ta nhìn lại được bình thường á đó. Mình có biết được cái phương pháp đó rồi. Thì video này chỉ muốn nói vậy thôi, nói chung là nó video hôm nay mình cảm thấy nó cực kỳ nhảm và nó rất là tệ bạn, vì nó không có quy củ gì cả, nó không đâu giờ đâu hết, nó cứ lộn xộn xì ngầu lên đó rồi. Thì mình chỉ muốn nói với bạn vậy thôi rồi, hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau, bye bye.